sớm lúc này nhấn chọn like nhấn chọn subscribe đảm bảo bạn tự tua quản miền thay thay toàn hạt cá nhấn tút xin video xem xem tiếp bạn khúc pì bì lìa cặp bông phai tự chơi nơi cặp bột nơi cọc cong đã kiếm mình tự tha sầm rạp ở nơi vía chấm băng chân chọn nó nếu vị phía YouTube chấm bớt bà rom tha chân ai bật tục này cứ ở đồng nơi vía mở rụp khang bớt chấm bớt nơi dưới bà chân ai bật tục pleasure tự chân châu pì Việt Nam từ số một chân khang bông tại không pì bao màn mong bà nó cho từng rom miền bờ chi pleasure cắt ta còn tụp chân ai thưa sự cảm phiền ra bà na không tự đây không ai bà thì mỗi khi ông này ông bị bệnh chạy cái tết để tôm từ nắng phao bay giao giờ bảo đặt happy bar hôn mà nay bận đại sân tam lục sự thi ra miền bắc sao mạnh mẽ bật tha tại chiêm bầm mai chụp đầu tế không vô tha vì ai từ chia lọc bay này cả phương cùng rồng bảy chi đồng bảy bầm mồ lôi á bầm mồ lôi chính chấm âm nát tam đồng nạc cả là lâu thì họ thật đậm nặng cao thì mùi thì thôi chúng đỡ trong tài chiêng bà mai đè chúng đỡ bà mai mình ai ao đi về cho anh ta chiết đập tụm nính thông thông cho lòng cát cao thế chẳng có nói dạ về nâng kỳ thuốc buôn chân nằm nâng cái chai lui chân chân lại bạc buôn chân nằm có sắp đã buôn chân nằm cao kỳ tháo chúng đỡ nâng toàn cực thế kỳ thuốc bằng thang tiền chắc thì lúc rô mùi tiền chai lui mà cho ăn tiền anh ấy bảo rõm á khi ông bảo thà phơ hái phơ mình ao sách phơ mình ao đo stong đá sao mai đi hái rương ấy đài trâu phơ tam tập nặng ca rư cổ phơ đài mình ai prà ban chỉ on tra chiến chẳng được chứ nè việc can đặt khôi phật bây giờ bị chia bớt cái mai ta à cũng rung bảy chi nhúng bị chia bớt cái mai nâng ban thôi chi mà cha bà man cho nam cao mà rồi pi rồi cho nam cao rứ mà thôi tại đầu biếm nắng hai đôi chân ấy không được giả phê mà rồi pi rồi cho nam nắng nhỉ tham ai ăn phải giỏi giỏi vậy sao rứ bên men ban sớm rúa đó nì vi cho đắc tụm nênh vi chụp này mũi này nì vi cho đắc tụm nênh sớm rạp sớm rúa nẹt vi nì vô phân tái bị chưa bớt tham ai ăn phải lấy sai tái ai cứ chôn chỉ nẹt phòng hộp bồn việc con đại chỉ ca sớm rủ vì dụng tập nó hai mươi vinh tiết không sự thàn ở phía bài chợ bán việc can tay chợ bốc chợ bò nó trong thà rót tháp bị ba lục hôn mà nát chèn móc bọ sải đen cầm hăng lục hôn mà nát khuôn quạt cái toa con tay ắt bằng hai thà ai cứ chôn ná cầm hôn ná phơi rộ biệp ná hai bị chưa bỏ rót châu rùm đào rộ biệp mạnh đâm bay bàn phao bay giỏi thì ắt miên toa tại sao nhi âm bí cả đời này còn tuổi nhóm miền cao bồi bờ rầm trong đấy bị pro cả nam miền cùng rong bảy chí miền plau tức vì chụp này mũi đỏ sưu không cá phơi chờ ra cho con tuổi trường thực hai hai đường này không phải chấp đam đầm bốn thì ban thì dễ bỏ sai hai vì tiệt tôn từng đằng riêng xịt từ cách biển này chỉ cam mà chẳng men còn tại bà cao na miền pa nhà ha từ đó riêng ạ son để sót cứ tháp lâu tức về lên đâu chia riêng trăm tài xây dựng bên đây chơi cam ấy bà cặp ba chấm bán của ban bà cặp ba con top của ban đặt ở vốn của ban pa nhà ha nấu tròn chưa nấu tròn tha person bà ui thọ thì chấn nó bị cày hay chấn phơi nì vi đòi sợi rầy phơi nì vi cho đòi sợi rầy thằng ai cày nếu bê lại chân phơi nì vi cho đôi sợi đấy Việt Nam sọc chật đấy Việt Nam mặt sọc chật đấy Việt Nam mặt sọc chật cứ chỉ cột nạn so mẹ không ai hai đoạn thứ hai Việt Nam nhồi nhớ mà Việt Nam vẫn men khai khôi bằng xe tích cách vì ca đài Campuchia thưa phải chỉnh đứng men quan tài Việt Nam nhồi nhớ mùi tiền nhồi nhớ nơi trong thá Việt Nam ai chào không ai tham yên bẹp bọn từ nâng con cầm lăng rồi bỏ chân chẳng ưu thì họ thân ở phía đầm miên bánh hạ xong thì sọc khăn ông đầm bọn khi ông Obama thân ở sở bọt chân khẳng thơ bông cho miên dùng kìm tung lăng bảo công phí nhá Việt Nam mình bay cả nóng tư sở bọt chân khẳng thơ bông thì vì Việt Nam đang thạc luôn mình bên chị đại cu nâng chân thì Việt Nam tục ai âm rịch tục ai sở bọt đầm xây xây to to lại Việt Nam lực tốp vô bởi tới Campuchia đòi crom lê nâng ạ Việt Nam vô Campuchia Việt Nam mình từ
rồi bà rắm rương sầm chân khang thợ bông bẩm man thế vì pru rương sầm chân khang thợ bông vía chỉ rương on ra chi tàu hai vì mình bên chỉ rương tại Việt Nam mui thế chẳng Việt Nam Prale cho Campuchia mà lo hái anh đang cứ chiều mua là hai đại trong bà rắm à bà rắm tha cá na prai chi thưa ở miền cà pẹt pon này bạn thấy sang prai chi thưa ở miền cà pẹt pon đang bỏ thế cứ chỉ kêu thân nặng sầm nhạt khmer ខ្ញុំគាំទ្រការសង់ប្រជាជាតិប៉ុន្តែសង់ប្រជាជាតិដោយខ្មែរលុយខ្មែរដៃខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរប៉ុន្តែប៉ះពាល់ចិត្តវៀតណាមប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវៀតណាមប៉ះពាល់ចិត្តរបស់គេដោយសារតែគេខូចបង់ប្រយោជន៍គេចេះតែសួរនាំហើយប៉ុន្តែយើងមិនខ្វល់ប្រមាណទេបើយើងធ្វើដោយខ្លួនយើងអ្វីដែលវៀតណាមសួរនោះ គឺសួរប៉ះពាល់នឹងធាតទឹកទន្លេមេគង្គទេពីព្រោះកាលណាធ្វើទៅប៉ះពាល់ហើយប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធាតទឹកទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ជលផលនៅម្ដុំទន្លេមេគង្គក្រោមដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមវៀតណាមខូចប្រយោជន៍មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មជលផលនឹងជាដើមហើយក៏វៀតណាមលេងអាចអុកលុក នេះវាចរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់យើងមិនធ្វើប្រជាជាតិដោយខ្លួនយើងយើងបាយតឲ្យជាក្រុមហ៊ុនបរទេសសំទោះក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានជំនួយហេរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាងសង់ទៅវិញអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធំណាស់ទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមិនបានផល ពាក្យថាប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងអាចបានផលពីប្រជាជាតិហ្នឹងហើយនឹងរឿងសន្តិសុខបាទបាទតាមដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកន្លងមកនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនតែម្ដងបាទក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិនហៅកាត់ថា BRBC បាទដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងហ្នឹងទៅចរចាជាមួយនឹងលោកស៊ុនចាន់ថុលជាមួយនឹងភាគីចិនហ្នឹងបាទនៅក្រុងប៉េកាំង កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនឹងបាទគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ចិនខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ជ្រួលច្របល់ជ្រួលច្របល់ដោយសារតែគាត់អត់មានលុយក្នុងការទុកអំណាចទេតាមខ្ញុំដឹងធនាគារជាតិកម្ពុជាស្ទើរតែអត់លុយខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាស្ទើរតែអត់លុយទៅចុះបាទហើយឥឡូវហ្នឹងវាដល់កម្រិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែត ធ្វើគម្រោងបែបបំផន់ដើម្បីទាញលុយពីនេះទាញលុយពីនោះខ្ចីលុយពីនេះខ្ចីលុយពីនោះក្នុងការចិញ្ចឹមអំណាចរបស់ខ្លួនបាទហើយដូច្នេះហើយវាទៅជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធ្វើគម្រោងណាធ្វើគម្រោងលក់ទៅវិញណាលក់ឲ្យឯកជនណាវាខុសពីប្រទេសផ្សេងៗដែលឯកជនធ្វើគម្រោងទៅសុំសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែស្រុកយើងឥឡូវរដ្ឋាភិបាល អន់រហូតដល់ធ្វើគម្រោងលក់ទៅឲ្យឯកជនហើយឲ្យឯកជននោះទៅត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងហើយមិនមែនគ្រប់គ្រងទាំងតែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហូតពន្ធនេះណាគ្រប់គ្រងទាំងសន្តិសុខផងបាទដូច្នេះនេះជារឿងដែលខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែច្របូកច្របល់ក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតវាមិនត្រឹមតែជារឿងលក់គម្រោងទេរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង គឺលក់អ្វីដែលមានដោយប្រើឈ្មោះថាគម្រោងវិនិយោគឧទាហរណ៍ថាលក់អង្គរវត្តឥឡូវប្រុងអីប្រុងលក់តំបន់អង្គរវត្តហើយលក់តំបន់ព្រៃឈើលក់ភ្នំលក់តំបន់រ៉ែមួយចំនួនប៉ុន្តែគេមិនប្រើពាក្យលក់ចំចំដោយសម័យលោកហ៊ុនសែនទេឥឡូវនឹងគេប្រើគម្រោងវិនិយោគនេះកន្លែងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណា ហើយពីគេបរិវត្តគាត់អត់យល់ពីគេបរិវត្តធម្មតាគាត់យល់ថាគេរស់ស៊ីតាគេធ្វើវិនិយោគតាគេប្រកាសការងារតាប៉ុន្តែអត់មានប្រកាសការងារអីទេគឺលក់គម្រោងនឹងយកលុយតាមដំណាក់កាលដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមអំណាចហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើដឹកនាំតែដកឆ្នាំនេះប្រទេសជាតិយើងគឺមិនដឹងសល់អីទេបាទលក់ទាំងអស់បាទលក់បាទបាទលោកខ្ញុំសូមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែពីម្សិលមិញ ឥឡូវគាត់បាទលោកខ្ញុំសូមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែពីម្សិលមិញហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថាសំណាងហើយប្រទេសកម្ពុជាបានគណៈបកប្រជាជនមានគាត់តពីឪពុកម៉ោអីអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្រងស្រុកហ្នឹងបាន
tí mũi bàn xoắn sọc xoắn để phép bàn ạ phí vọt bàn ấy bàn phòng bà giáo đó là chiết kết đó phòng bà giáo chiết bà thạc krom lũ cơm sọc vĩnh mà đang chiết tàu chỉ giang nà đây nông lũ hôn bà này có miền bà xa chăng khi ông chăng vì chưa bà rốt mà nè có phong nó lơ Facebook á bịa quá đây mẹn bịa khổ mẹ nè bà bịa vì chưa bà rốt đây có thà à nà bò chân nào vì bị gì mà nói thế nè nó lơ mà đại sự công được hiểu ra bị năng thế lúc cứ chụp ra cái camera bảo phải chia bỏ ra phải hôn mà nát khuôn quát quát cua vô hai à lâu ní quát chắc mình tốt nè đã vị khi ẩm bị pa nhà ha pa nhà ha đã cũng tại chụp bục chụp bao đặc nom đây quát nè quát mình chăm bạch từ chẳng nghe chẳng ngang ít tê person bà quát chỉ nè đặc nom đại miên mà nè sĩ cá chết miên chăm tẹt mè nè khiêm ai quạt phơ từ rừng mui quạt hiến phơ át hãy xuống phơ một phần nông niêm chiên này yuram tới ở lâu nước nằm bay bẩn chấp bắt cái cam rồi bỏ phải chia bỏ ra tha miền ca cặp chữ chỗ na miền ca lụ rai chỗ na miền ca lụ nông chỗ na ở lâu ba cái tôm rồi tới ba thọt mà chung bờ tây máu vô rúp hiếp tầng on nữa nghe chai chai ở bị chia bỏ ra mơ mơ ta bất bất bị chia bỏ ra miền bờ xa rồi on lại bị lơ Facebook cũng cắt to có một cái lái na đang cắt chơi oh cắt chết thì tung cả cái lái na đang chơi hay dùng tục cắt to video bây giờ vừa mới cũng cắt to đôi sọt thế ngay chân sọt thế ngay cắt to đó cái lái xem ram bây giờ vừa rồi về tên gì bằng tấm màu cái lái to và cái lái gì đang cắt miên cắt ở bây giờ vừa rồi mới đấy video bạn đã cắt ra cái lái ở kia mà chấm nuôn ở kia sắp tới phía bờ bắc Hun Sen đầu Việt Nam tia Hun Sen thọt nó khơi lọ lọ có cắt to chẳng lại tôi mà đang trong ơi hôn mà này phơi mà hiện phơi hết phơi mùi mà mùi tiền là ông bà má thằng bầm hiện lại ba cái tôm rồi mà chung bật tay mới hai ông miền xã xây ủy họ thằng đầm năng ADB đầm năng vừa bèn năng tới chúng mùi con tới phơi được bài ca mà ao ủy trong ba mà hiện phơi ớt vì ở miền sông thì sông ấy sông tôi vì ở miền bành hạ sông thì sông ấy đang qua tới bị buộc quan trên để dụ ra mình đây là hai thôi được ạ thay bật thả lõ khiếm tôi chỉ mỗi đêm ấy thì khiếm tôi chuối mơ này cũng ai thật khiếm chết thả cũng ai thả khiếm nó chết thả bài ả râm bị phía cái thằng càng là còn bài thả nẹ bị phía bà ả râm nâng còn xâm đá của khiếm mày cũng ai còn chào thật khiếm bà ả râm bị phía ả lâu dân tôi mơ tôi ốc nè chứ chết cái nè mà bà nhà hai bà tây chiến nè ả lâu chuộp ạ rồi biếp nông ạ đọc ra dần mà ớt hiến phơi phong năng hay tập bác pháp phải chưa có rất là đai tập đai tam có buôn là phục là bác con à nó kiếm thang ăn bế hay và sau một con lúc cầm sọc lúc mình sẽ thấy là trong một trời rất thà bị bao không rừng phải chị nhưng bạn anh ta chết dương nâng bật to từ rừng thầm mây tí bí và một trời rất thà bị bao thà phải chị nâng chui xâm rô đó là cả đất tùm nâng chanh châu tục đạ tam tì tăng khlang stock hay miễn bộ cơ lực thư càng như chả ơn đây là cái hạ thả logistics ta tùm ninh phá lật tập hòa bí sở rộng khám ai nóm chênh tập bò tùy hình miên tùm hôm bạ để mang cầm rất ná tư trâu ca chi bệ cắt bật tùy đất tùm chún rưu mưu cơ chong chi bong phun chlong cắt bật tùy hiện nào bạn ọc quân chè tập hụt tạ tôn nông bà nhà hà tùm hòa thích đòi xa nhóm chi miên cầm phun tập chi chún phong đá đàn chẳng bị ọt miên tư cả ai tư chi bệ nhóm bà tê của hạ ca đặc chung của dương vì cái là một số bài đang chúng những bên này cũng rất tiếp này tiếp cho từ miền tây được cả đây đây là hỗ đó là miền cả cái là đã đánh thay ở miền cả cột bị chơi trong cả vừa ai cũng cùng phải sụt ấy chỉ đang bị đam đá cứ miền cả đây cột chơi bên này chẳng kể cũng cùng phải nó cái phơi từ kia nên mình cũng sao mà tạm đo mình chậm bài từ dừng vô từ chỉ đây thì mình đang chạy đây ở vậy đây là dừng chậm ở đó mũi tiến cứ gà cầm rôm đây chỉ những miền đầu dừng đây thì mình tôi sẽ chuẩn đơn thà tự đặt đình thay ở miền đặt đình thay đây bài chuyện sẽ có để dừng đình thay ở ấy cái chốn tự đình thay gặp các bậc quân ở cầm hôn chân tạm đo mà tại khi nhóm được chấp ở lòng nơi cầm hôn ở Việt Nam muối đã cắt miên cầm rồng đã cầm rồng chọn lên thay vô ở đánh tam mà đã cầm bông hè kia lên thay tam thay chi chứ cái đánh tam cầm bông hè phải đặt chỉnh chuôn từ vinh và cầm rồng nó cứ cầm hôn Việt Nam nhầm khơi phần màn cái môn được ta bỏ miền chóc để tôn cầm hôn Việt Nam
bạn chăm mơ là và chăm tiết kiệm chăm nâng vận hành trong phần đại là cần nâng vận hành miền trong phần muối thì các trang bên cả cục ruộng của vùng phai nâng mà sâu bài đập chun nơi không có thể cầm vị trí nâng thêm một đòn chẳng ngờ vậy đại là cả lực lượng vì cả tổng thời cả không cả para chi những biên mình toàn đó cũng đặt thế buộc mà sâu bài đập chỉ chun bao nhiêu biên mình toàn mà miền nhật mình lại thì vận tải vậy đại là dương mở khơi thật đây tất cả bỏ vị trí bọt mai nó cứ mình chậm bài tiền đó phải chi chứ tầm khăn từ đầu tìm xa ở con sân chậm chi phải tiếp mình có mình toàn dự tế lên phần đồng cắn nhưng mà gần show bài ở lật phò cạc sĩ cầm rồi bỏ phần tế cầm chi nhưng đơn hai phần tế dân cư chứ phần tế đại cạc sĩ cầm chẳng vì ở miền tắc ấy cả ví vì sai cạc sĩ cầm thì chẳng dương tầm ai mơ vì sai cạc sĩ cầm dương vì tu chi tiêu mà phát tay về tầm lời ca đó phải chi tế anh nói chưa chưa sầm đủ ai chăm nai đã qua là bị khang phía kia Việt Nam là nó chỉ riêng trầm trai rồi hạt đấy bạn dừng hiện tại về chỉ riêng trầm trai trai chi nâng lời nó cứ việc thật nơi con ông cầm rồng nó bắt chân nó cầm rồng nó bắt chân cứ trai chi nâng lời nó tèm đòn chẳng ở vậy đã cái đặt mua màu được hai tôi bay lô con mà nét không viên tới đặt cầm rồng bên trai là hồ đó thôi cầm rồng nó lên phần tâm tầm nôn tới tam bậc bọn tham và chạy cái tay hệ chữ đam nó cứ bị ăn ăn từ rui tiền chắc tôi bay bút phó cái khi mình chưa được cả ở đây nơi vùng phải riêng mấy chữ đam nữa tôi bay phăng phô phun kia chẳng nát cái khi mình chưa đó một cái nạn chấm đen ai cái tay tôi phun kia mấy còn là cái dân tranh máu cái chưa rừng trước cái tăng vật này nhưng được nhầm ô thì họ còn là rồng phải chi để miền ayu ca mà rồi hà sắp buôn năm môn phải chi suy yếu cái chập tam chi từ bốn con cùng bảy mẹ tất nơi mình toàn phải bán chân như bay mơ mà rồi mà rồi hà thập buôn năm muốn hay mà lấy vì vọt vào của bạn nè hay dùng mà chi cái cầu vì cầm rồng lên tìm quay để phải chi chú ý vậy nè chẳng là lấy dùng chất mơ mơ tao bị phát 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 này để không chấp rõm chấp rõm thằng cầm hôn Việt Nam đừng chấp đừng bằng hàng chiếc cầm hôn nâng để tệ tôn đừng cả miền cầm rồng đã đánh thay cả lời show bay đặt chun không tệ cầm chi tệ mà đòn ជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបាទបាទខ្ញុំមានយោបល់បន្តិចព្រឹកប្រៃជីគួរធ្វើឬមិនធ្វើនោះណាបាទតាមពិតប្រៃជីនឹងបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរគឺចាំបាច់ណាបាទបើខ្ញុំថត់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យក៏ខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យធ្វើដែរប្រៃជីនឹងមានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់ នាវាចរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីព្រោះខ្មែរយើងដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទំហំសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់លើការវិនិយោគដឹកទំនិញចេញទោះបីជាកសិកម្មថ្ងៃក្រោយវាត្រូវកសិឧស្សាហកម្មហើយវិស័យដឹកជញ្ជូនលើទំនិញកាត់ដេរអីជាដើមគឺត្រូវការប្រជាជាតិហើយជាធម្មតានៅលើពិភពលោក គេប្រើផ្លូវទឹកដឹកផ្លូវទឹកយឺតជាងផ្លូវគោកបន្តិចប៉ុន្តែដឹកបានច្រើនធូរថ្លៃហើយប្រទេសមួយចំនួនដែលអត់មានផ្លូវទឹកហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនក្នុងការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនហើយពិបាកតាក់ទងវិនិយោគខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់នៅត្រង់ថាយើងកុំធ្វើប្រជាជាតិដោយឲ្យបរទេសពាក់ព័ន្ធ យើងធ្វើប្រជាជាតិដោយខ្លួនយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើប្រជាជាតិដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរហើយករណីប្រទេសកម្ពុជារឹតបន្តឹងទៀតធនធានដូចជាមិនច្រើនប្រមាណទេបើយើងធ្វើដោយដុល្លារណាខ្ទង់ 2000 លានដុល្លារលោកពូ 2000 លានដុល្លារមិនច្រើនទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង យឹកខ្ចីគេបានតាយឹកខ្ចីពី A ទី B យឹកខ្ចីពី World Bank បានតាយើងសន្សំលុយបានតាប៉ុន្តែមកពីរដ្ឋាភិបាលយើងកាជើធ្លុះហើយអត់ចេះរលុយលក់តែសម្បត្តិជាតិចាយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវត្រឹមតែគម្រោងប្រៃជីកប្រព័ន្ធហ្នឹងអត់មានប្រប័ទេតាមពិតទៅណាបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រៃជីកខ្ញុំធ្លាប់រំលឹកម្ដងនៅក្នុងមូលនីតិដេលីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែអាណត្តិទី1ចុះវៀតណាមអុកឡុកសម្បំណា អុកឡុកនាវាចរពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលដឹកទៅសមុទ្រពីព្រោះយើងអត់មានប្រៃជីកយើងត្រូវប្រើទន្លេមេគង្គក្រោមដឹកទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមធ្លាក់ទៅសមុទ្រណាវៀតណាមអុកឡុកយើង
chân hai từ phải mà chân rô đam là phải mì bà xong đây cổng phê nó rô đam là đất cả bà ông chi thì dù đoàn rây tì muối và cao nó cặp đôi bà đám tha xong phê chi nhá nghe cùng áo Việt Nam ọc lọc bọn tay nở phê nốt đang thả nhẹ na chỉ nhẹ chúng tôi thấy cứ hôn dài lộng hôn dán chỉ nhẹ chúng tôi hay chúng tôi kháng thiết đó mẹ chúng tôi lên lấy như này chúng tôi thả bà nhẹ na tới bà trang Việt Nam quật ai đây và mát thì mai buồn chứ đâu nghe cứ rương bơi chi chẳng hại bắn tay ở lỡ cứ hôn sáng thôi thôi mà chu huê bà rương đây pi mai bà rương thôi mà chu ờ chúng tôi rương thôi mà chu thảo ai rương thôi mà chu mẹ đây pi mai buồn chứ đâu nghe còn ai cứ làm mà chu ta bắt cứ rương nâng cứ rương thôi bơi chi nâng quật chặt tục thả cả thôi bơi chi cứ chỉ cả phải trang Việt Nam bật men thôi ai bắt bỏ đọc kho phải giao bên đây chỉ cam ăn trả chi được vào Việt Nam sầm bá mà để thua bàn pin Campuchia nè bất thế là lâu hôn san khuôn anh tôi chỉ nhẹ thôi thôi hãy đặt chung một hôn san tiền đặt chung một đại châu phu non đại châu tiền chuộc đại châu tiền tại sao ấy tại sao trâu dục chặt chấn trâu thôi chỉ mùi chân hay cái nào thôi chỉ mùi chân vì ở bàn phao phải giao mà không ai chết hơn chúng nó chẳng khăn thoáng năng đi khi ông ấp chúng tôi hơn thôi thì bất ta trâu thôi đấy không ai hãy thôi chỉ mỗi chân ở bàn phao phải giao mà không ai thế cầm hôn chân chỉ nhẹ do bốn lưu vi sai sẽ để kinh bên đây chỉ cam đang chứng chốn trong này gì mà đó hái cướp cướp xong thì sóc lưu bay chi đang tiền hai rương năng thua ở Việt Nam cần đặt cái nào cả hai chân hai bên tao chưa luôn hai cái này rồi chân đang Việt Nam đó là hai cái này rồi tham bị bao hôn sai đang hôn mà nói nè vậy từng pi đang tao bảo chứ rồi tham bị bao hôn mà nói năng trâu dục chặt chân phong trâu dục chặt Việt Nam phong mà dục chặt chân tam rồi vậy ca ao chân sủng rùa ao chân không ca chân chôn đầm bắn sầm mất khmer đại nghĩa sầm rùa ao chân không bằng hạp xem xén không ca vi đi yốp lơ vi say mười chục nuôn cướp cướp bỏ liên chôn ho nó khai sim riệp ai đầm bắn cô nó khai cầu tiên nó khai bờ xe nó cái đấy khơi sầm rùa ao chân hay là bây giờ chân Việt Nam từ sầm rùa ao Việt Nam u thì ho Việt Nam ở lớp ban lệ khăn mỗi cái là favorable condition đi ra tham địa bàn Campuchia cứ lệ khăn ăn được cướp đòi chôn chiến Việt Nam để luôn ở bên Campuchia sản gia ta bằng hai đường prong đai sản gia ta chủng rồi ở bàn lươn nâu đầm bon áp hiệu quả trái cao hay đầm bon áp hiệu quả trái cao lục bù đằng hai cướp thân ăn sản gia Campuchia nhé khởi nhé anh đang hai đã khiếm chủng tua tha bờ sang sáng thử sang sáng rồi khăm ai chủng tua tha cùng ao bò ra tây một bẹp bon và sang bên chiến nhé hai việc bất chấp pha phải giao nè, sau mấy hấp sẽ được cách Campuchia, Prasan và xong đời khmer, cướp còng đời khmer thua đời đầm là, còn thế, rồi tham bị bao hôn mà nãy vô cùng rộng nâng, tròn tròn tay riệp chăm, vô lui, bằng can chấm nai, khăn ca, rồi mua thạ bị ca bàn chán tôi chỉnh cho mắm nai rồi bác luôn à, đang chỉ riêng kho, bà. Bà lúc mấy thì là ông bái mấy lúc đôi chia trong phần hai ông pi chung một công hôn Việt Nam là miền bồng non trong đành thay trong châu rùm đành thay không cả cục rồng phai chấm đuôi nhớ mẹ bà rư có ọt đấy bà miền phần tay đôi ta chỉ chạy đòn mình đang giang với kiểm bà có chạy đi cứ kiểm bàn phần hai cứ công hôn Việt vô trong đành vô cục bồng phai nâng cả đặc trị chung nơi phía cam chia tên đòn cứ miền xa phò rồi miền bỏ để cầm tru rồi thay vì ba chỉ cho phần tay phải chỉ cái ảnh lúc rồi đòi được miền tây cầm chẳng nào đấy cứ bạn cho phần còn là ai chăm chú bạn đấy cầm hôn ấy bạn cầm hôn chú ấy trong bài gặp chân được bạn còn một phần đầu đây mà tiêu phong cầm trong tiền điểm rồi bắt buộc phải bạn còn đây đây bạn là lớn lên bạn là tục sân bạn ở đây tục sân bạn đây thà cầm hôn đang đánh thay ở bàn thế đòi xa kia mà nói đánh thay បាទលោកពូអាចបានគេបិទព័ត៌មាននឹងខ្ញុំបើកអត់ចេញក្រុមហ៊ុនក៏មានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំបានមើលឃើញសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចុះប្រុងប្រៀបតាក់ទងនឹងគម្រោងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយផ្សេងផ្សេងខ្លាយយកកំពុងផែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនឹងគេហៅថាតាក់ទងនឹងវិនិយោគទៅលើអភិកម្ម các bạn này thà bà phòng ruộng năng bà hai chỉ đuôi năng cá bà có phép người xua từ đó thì bà cam thất lại đất chun được có thì bà cam đó chỉ
កញ្ចប់និយាយរួមជាកញ្ចប់ជាទូទៅជាស្រួលទៅដល់ការដឹកជញ្ជូនតែម្ដងហាក់បីដូចមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនៅក្រុមហ៊ុនប្រៃជីកនឹងតែម្ដងអានេះយើងមើលឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងបាទខ្ញុំលើកជាបញ្ហាដែរថាមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការដេញថ្លៃអញ្ចឹងអ្វីដែលគេហៅថាវៀតណាមក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចង់ចង់ដេញជើងបើខ្ញុំមើលទៅគឺចង់ដេញជើងថាហេតុអីបានគម្រោងប្រៃជីកហ្នឹងមិនដាក់ដេញថ្លៃឲ្យវៀតណាមចូលរួមដ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនឹងទិញយកក្នុងគម្រោងប្រជាជាតិហើយយើងនឹងបានប្រាក់ចំណេញទាំងឡងនេះបើសិនមានគំនិតចង់បានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិកម្ពុជាមែនបាទ